Việt Anh và Người Bình kính chào khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu chương trình Thời sự hôm nay, thứ Tư ngày 3 tháng 4 năm 2024, mời quý vị khán giả cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý sau đây. 4 trọng tâm lớn trong ngoại giao kinh tế. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch Đầu tư và Cục Thuế tỉnh. Vòng chung kết hội thi thuyết trình sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Để đảm bảo an toàn điện trong mùa nắng nóng. Thưa quý vị, kết luận hội nghị đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước năm 2024 diễn ra vào ngày 2 tháng 4. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần phải tập trung vào 4 trọng tâm lớn trong thời gian tới. Đó là chương trình đối thoại của các cấp phải có nội dung, chương trình, kế hoạch, sản phẩm cụ thể. Bên cạnh đó là việc củng cố động lực tăng trưởng truyền thống, cần bổ sung đẩy mạnh động lực tăng trưởng mới, khai thác tối đa tiềm năng, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của đất nước, đẩy mạnh và khai thác tối đa các FTA đã ký kết, đồng thời huy động nguồn lực của 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần tích cực, chủ động, chuyển tải thông điệp đến các đối tác quốc tế về tinh thần cầu thị, lắng nghe của Đảng, Nhà nước, các hiệp hội doanh nghiệp của nước ta với các đối tác nước ngoài. Đôn đốc triển khai thực hiện các thỏa thuận đã cam kết, ký kết trong quá trình triển khai thực hiện chỉ thị số 15 của Ban Bí thư và nghị quyết số 21 của Chính phủ, phải lượng hóa các nội dung thực hiện, đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề còn vướng mắc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ngoại giao kinh tế trong năm 2024 phải có đột phá với tinh thần đổi mới trong tư duy, sáng tạo, trong sách lược, thống nhất trong nhận thức vai trò, cơ hội phải nắm bắt, vướng mắc phải tháo gỡ, giải pháp phải đột phá, triển khai phải quyết liệt để có hiệu quả bền vững. Tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện quy định số 1210 ngày 5 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy diễn ra vào sáng ngày 3 tháng 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Phạm Hồng Thái nhấn mạnh, việc cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy, cấp huyện, cấp xã biên giới là một việc làm đúng đắn, có ý nghĩa thiết thực, giúp cho cấp ủy địa phương có nhiều thuận lợi trong công tác nắm tình hình, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị liên quan tới lĩnh vực bảo vệ an ninh biên giới. Để thực hiện hiệu quả chủ trương đưa cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy, cấp huyện, cấp xã biên giới đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Phạm Hồng Thái cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt nghị quyết số 33 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, nghị quyết số 16 ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng an ninh đối ngoại. Đồng thời đề nghị nghiên cứu cơ cấu đồng chí cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy, cấp huyện biên giới, đồng thời tham gia đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện trong nhiệm kỳ tới để phát huy tốt hơn nữa vai trò tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới. Thưa quý vị, sáng ngày 3 tháng 4, Đoàn giám sát chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh do bà Nguyễn Đài Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, tiếp tục làm việc với Sở Kế hoạch Đầu tư và Cục Thuế tỉnh về công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn tỉnh. Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh cho biết, công tác cải cách hành chính hiện còn gặp không ít khó khăn do chính sách pháp luật thuế thường xuyên sửa đổi, bổ sung, nhiều nội dung chưa cụ thể và chưa phù hợp tình hình thực tế, dẫn đến việc hướng dẫn người nộp thuế còn gặp nhiều khó khăn. Các ứng dụng phần mềm hỗ trợ khai thuế, nộp thuế còn gặp lỗi, gây nhiều khó khăn cho người nộp thuế. Sự phối hợp giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, giữa các cơ quan chuyên môn chưa thật sự thông suốt. Sở Kế hoạch Đầu tư cũng gặp không ít khó khăn. Hiện nay một số quy định pháp luật không còn phù hợp, có nhiều cách hiểu, nên việc thẩm định, phối hợp, tham mưu chấp thuận các dự án còn khó khăn. Hệ thống Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thường xuyên được nâng cấp, bảo trì, nên vẫn còn xảy ra lỗi trong việc tải hồ sơ và xử lý. Cục Thuế tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nêu nhiều kiến nghị đến đoàn giám sát nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thời gian tới. Cũng trong sáng ngày 3 tháng 4, đoàn giám sát chuyên đề Hội đồng dân tỉnh do ông Nguyễn Thành Phong, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại huyện Gò Dầu. Tại buổi làm việc, Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu cho biết, trong năm 2023, huyện được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận 2 sáng kiến trong công tác cải cách hành chính, mô hình ứng dụng thực tiễn các giải pháp sáng kiến trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính từ tổng quan đến cụ thể, mô hình giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như còn trễ hạn khi xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, công chức viên chức gây phiền hà cho người dân khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính, số lượng thủ tục hành chính giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến thấp, huyện thiếu nhân lực công nghệ thông tin, đặc biệt tại các xã thị trấn. Huyện Gò Dầu cũng đã nêu ra một số giải pháp để khắc phục từng bước tình trạng này trong thời gian tới. Ngày 3 tháng 4, Học viện Chính trị khu vực 2 tổ chức vòng chung kết hội thi thuyết trình sách chủ đề Quyển sách tôi yêu lần thứ 3 năm 2024, thuyết trình sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh, nhân ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4. Phát biểu khai mạc hội thi, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2 cho biết, hội thi năm nay được tổ chức với mục đích triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động và học viên, góp phần lan tỏa những nội dung cơ bản, cốt lõi của tác phẩm và củng cố niềm tin vào công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực và sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Hội thi khởi động từ ngày 19 tháng 2 năm 2024, được chia làm 2 bảng. Bảng A dành cho công chức, viên chức và người lao động công tác tại Học viện Chính trị khu vực 2. Bảng B dành cho học viên các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại học viện. Sau thời gian tranh tài, giải nhất bảng A thuộc về thí sinh Nguyễn Trần Cảnh, lớp cao cấp lý luận chính trị K74, A10. Giải nhất bảng B thuộc về thạc sĩ, giảng viên Phạm Minh Ngọc, khoa lãnh đạo học và chính sách công. Thú vị, theo dự báo của ngành chức năng, thời tiết nắng nóng tại Tây Ninh sẽ kéo dài đến tận tháng 5. Để đảm bảo an toàn cung ứng điện cho mùa khô năm nay, ngành điện đã có những kế hoạch và giải pháp cụ thể. Mùa khô của năm 2024 tại Tây Ninh xuất hiện khá sớm từ cuối tháng 1 năm 2024 và có khả năng kết thúc muộn đến tháng 5 năm 2024. Với thời tiết nắng nóng kéo dài, với phụ tải tăng cao gây khó khăn trong công tác vận hành lưới điện. Công ty Điện lực Tây Ninh đã tổng kiểm tra hệ thống điện đang quản lý vận hành từ ngày 10 tháng 1 năm 2024 đến ngày 20 tháng 1 năm 2024, bao gồm 337 km lưới điện, 110 kV, 13 trạm biến áp 110 kV, gần 3.000 km lưới điện trung áp, trên 5.000 km lưới điện hạ áp và hàng ngàn trạm biến áp trên địa bàn. Thì qua đợt kiểm tra tổng thể đã phát hiện và xử lý ngay các khiếm khuyết lưới điện nhằm đảm bảo lưới điện hoạt động an toàn liên tục. Thì công ty cũng đã chuẩn bị đầy đủ các vật tư, thiết bị dự phòng như là máy biến áp, thiết bị đóng cắt, chứa kích điện nhằm đảm bảo xử lý nhanh cái sự cố nếu có, giảm thấp nhất cái thời gian gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng. Công tác tuyên truyền tiết kiệm điện cũng là một giải pháp được ngành điện lực đẩy mạnh nhằm tiết kiệm chi phí cho khách hàng, đồng thời góp phần đảm bảo sử dụng điện an toàn. Ngành điện cũng đã khuyến nghị đến người dân thông qua tuyên truyền, vận động, gửi thông báo các nội dung như thường xuyên kiểm tra hệ thống điện như công tắc, ổ cắm, hộp đấu dây, mối nối để kịp thời phát hiện các dấu hiệu như hư hỏng, cháy chập để kịp thời sửa chữa thay thế, đồng thời cần dự phòng các tình huống có thể xảy ra như dây dẫn điện khi đi xuyên qua mái nhà, gian hàng hoặc mắc lên vật liệu bằng kim loại thì phải có vỏ bọc cách điện, phải được đặt trong ống cách điện, có tiết diện dây đủ lớn để tránh quá tải gây chậm chập bất quả. Phải có cái lắp cầu dao như automat hoặc các thiết bị ngắt nhanh ở phía sau công tơ, ở đầu đường dây điện chính trong nhà, như lắp cầu chì trước ở cái ổ cắm điện để ngắt nhanh cái dòng điện khi có chậm chập hoặc quá tải. Hiện nay, trên các sàn thương mại điện tử có bán nhiều loại thiết bị điện không rõ nguồn gốc. Ngành điện cũng khuyến cáo người dân không sử dụng dây điện, thiết bị điện, đồ dùng điện có chất lượng thấp, không rõ nguồn gốc vì các thiết bị điện này dễ bị chạm chập, rò điện ra vỏ gây điện giật chết người. Người dân cần hết sức cẩn trọng để đảm bảo an toàn sử dụng điện, nhất là trong thời gian đang là cao điểm mùa khô năm nay. Một thông tin quan trọng chúng tôi ghi nhận từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Tây Ninh. Trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra một trường hợp tử vong do bệnh dại. Trường hợp tử vong là anh TTV, sinh năm 1976, ngụ tại thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Qua điều tra dịch tễ, khoảng 6 tháng trước, vào khoảng tháng 10 năm 2023, bệnh nhân bị chó nhà cắn ở giữa ngón cái và ngón trỏ tay trái chảy máu ít, sau đó tự rửa vết thương bằng nước và đắp tỏi. Sau đó, người nhà đã đem chó cho người quen. Đến ngày 23 tháng 3 năm 2024, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, chán ăn và người nhà có mua thuốc tây tự uống tại nhà, nhưng do sợ nước nên không uống được. Ngày 26 tháng 3 năm 2024, triệu chứng mệt, khó thở càng tăng nên có đi truyền dịch tại phòng khám tư rồi về nhà. Đến tối triệu chứng không giảm nên người nhà đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng nhập viện cấp cứu. Tại đây bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân có các triệu chứng mệt, khó thở, hụt hơi, sợ nước, rùng mình, chẩn đoán theo dõi bệnh dại. Tuy nhiên đến 22 giờ 15 phút, người nhà bệnh nhân viết cam kết xin về tiếp tục theo dõi tại nhà. Qua hôm sau, lúc 10 giờ 35 phút ngày 27 tháng 3 năm 2024, người nhà chuyển bệnh nhân đến Trung tâm Y tế huyện Dương Minh Châu với các triệu chứng tri giác lờ mờ, khó thở, tăng tiết đàm, tay chân gồng cứng, đồng tử giãn to. Sau khi hội chẩn, ban lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Dương Minh Châu kiến nghị chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, nhưng người nhà xin về và bệnh nhân tử vong vào lúc 12 giờ 57 phút sau đó. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh khuyến cáo người dân bị chó cào, chó cắn nên đi tiêm ngừa vaccine phòng dại, thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dại theo hướng dẫn của Bộ Y tế để tránh những hậu quả đáng tiếc. Ngày 3 tháng 4 năm 2024, Công an Tây Ninh tổ chức hội thi điều lệnh quân sự do thuộc Công an Nhân dân năm 2024. Hội thi năm nay đã thu hút 14 đội tuyển thuộc các khối thi đua trong Công an tỉnh với trên 600 cán bộ chiến sĩ các đơn vị tham gia với 3 phần thi, gồm duyệt đội ngũ, võ thuật và bắn súng. Phát biểu tại hội thi, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo cán bộ chiến sĩ tham gia hội thi phải xác định tầm quan trọng công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật trong toàn lực lượng. Từ hội thi, từng cán bộ chiến sĩ phải rút ra bài học để phát huy được tính sáng tạo, từ đó áp dụng vào thực tiễn. Dự thi với tinh thần nghiêm túc, xem trường thi cũng như là chiến trường, tác chiến đảm bảo an toàn lực lượng và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thưa khán giả, sau khi đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, đến nay xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo đúng tiến độ đề ra. Qua đó đã góp phần đưa kinh tế xã hội của xã tiếp tục phát triển ổn định, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được nâng lên. Những năm qua, xác định chủ thể trong xây dựng nông thôn mới chính là người dân, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy nội lực, thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Từ đó đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân và huy động được mọi nguồn lực đầu tư phát triển địa phương. Tính đến nay, xã Thạnh Tân đã huy động từ các nguồn lực xây dựng xã nông thôn mới nâng cao được gần 43 tỷ đồng. Hiện trên địa bàn xã có 75 tuyến đường đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp. Cái cảm nhận của cô về khi mà xây dựng nông thôn mới như thế là vui sướng lắm. Đường xá này không ai ngờ nghĩ là ở cái ấp Tình Hiệp cô thôi mà các cái con hẻm mà nó được cứng hóa thì bê tông hóa gì đâu. Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, các tổ chức đoàn thể xã cũng triển khai nhiều chính sách, nhân rộng nhiều mô hình, phát triển ngành nghề nông thôn đến với người dân, nhờ đó đã giải quyết được việc làm, ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập cho người dân. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn xã đạt hơn 86% và tổng thu nhập bình quân đầu người trên năm của xã đạt hơn 80.610 triệu đồng một năm. Đặc biệt trên địa bàn xã có khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, hàng năm đón hàng triệu lượt khách đến tham quan, có điểm đến du lịch văn hóa Khmer độc đáo và có sản phẩm mãng cầu ta đạt chuẩn ô cốp hạng 3 sao. Đây cũng là điều kiện quan trọng để xã Thạnh Tân phát triển các dịch vụ du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp địa phương. Để tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao thì ban chỉ đạo xã cũng đề ra quyết tâm và cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức duy trì các cái tiêu chí chỉ tiêu trong bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao được ban hành trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là giai đoạn năm 2021-2025 và phấn đấu đến năm 2025 sẽ thực hiện xây dựng hoàn thành cái nông thôn mới kiểu mẫu. Tin rằng với sự đoàn kết, quyết tâm, xã Thạnh Tân sẽ tiếp tục phát huy nội lực, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2025 để người dân tiếp tục được thụ hưởng những thành quả mà chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới mang lại. Tiếp theo trong chương trình thời sự tối nay, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3 với các địa phương. Việt Nam có thể thu ngàn tỷ đồng từ bán tín chỉ carbon. Iran cảnh báo đáp trả vụ tấn công lãnh sự tại Syria. Ngày 3 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2024 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với 63 địa phương nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và tình hình quý 1 của năm 2024. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá năm 2024 đã đi qua quý đầu tiên. Trong bối cảnh tình hình có những diễn biến mới, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực toàn diện. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, quốc phòng an ninh được củng cố, tăng cường, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên, công tác văn hóa giáo dục, an sinh xã hội có những điểm sáng, công tác phòng chống tham nhũng được tăng cường, công tác đối ngoại được đẩy mạnh, kết quả đáng phấn khởi. Cho rằng, bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, nước ta vẫn còn những thách thức. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và quý 1 năm 2024, tình hình thực hiện nghị quyết 01, tình hình giải ngân vốn đầu tư công, kết quả thực hiện nghị quyết số 110 năm 2023 của Quốc hội. Đặc biệt, phân tích tình hình, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 4, trong quý 2 và trong thời gian tới. Với 5,15 triệu tấn CO2 từ rừng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Việt Nam có thể thu gần 1.300 tỷ đồng nếu đơn vị mua trả 10 đô la Mỹ một tấn, theo thỏa thuận. Theo báo cáo về thị trường tín chỉ carbon rừng của Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được Thủ tướng giao triển khai 2 thỏa thuận chuyển nhượng kết quả giảm phát thải. Thỏa thuận về chi trả giảm phát thải khí nhà kính Nam Trung Bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2022-2026 đang được Bộ đàm phán với tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp. Theo đó, Việt Nam sẽ chuyển nhượng 5,15 triệu tấn CO2 giảm phát thải từ rừng vùng này với tối thiểu 10 đô la Mỹ một tấn CO2, tương đương tổng giá trị là 51,5 triệu đô la Mỹ, tương đương 1.277 tỷ đồng. Thưa quý vị, bước vào mùa khô, mực nước trên các sông, kênh, rạch ở tỉnh Đồng Tháp xuống thấp, kênh thủy lợi Vành Đai cung cấp nước tưới tiêu cho xã Tân Mỹ và Tân Khánh Trung của huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đã bị bồi lắng, khiến nguồn nước tưới kênh cạn kiệt, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của địa phương. Và để có nước tưới cho cây trái, người dân đã phải sử dụng đến máy bơm nước như thế này. Gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy có 6 công đất trồng mít, được tưới tiêu nhờ vào tuyến kênh Vành Đai. Hiện tại, do con kênh bị bồi lắng quá nhiều, lại vào mùa khô nên việc lấy nước để tưới cho vườn mít gặp nhiều khó khăn, phải chờ đợi nước lớn vào mới có thể tưới vườn. Xung quanh đây, bà con cũng đang gặp khó khăn vì nguồn nước tưới. Từ tháng Giêng tới tháng Tư là nước nó cạn kênh, mình phải canh bơm nước. Bơm mấy con nước vậy mới đủ nước lên vườn tưới. Mình đặt cái máy mình bơm, tốn tiền điện, tiền dầu. Nếu mình bơm máy dầu thì tốn tiền dầu, bơm điện tốn tiền điện. Nước cạn, sẽ chờ nước ròng mới có nước tưới. Còn ở trong một tháng đó chỉ chờ hai con nước rong, chứ còn nước mà nước kém đó, là coi như là nước lớn cũng không có nước bơm. Tại kênh Vành Đai có những đoạn nước cạn trơ đáy, cỏ mọc kín cả mặt kênh. Nhiều chủ vườn phải đặt máy bơm trực chiến ven kênh để khi nước lớn vào là tranh thủ bơm nước lên vườn. Chạy cặp theo con kênh Vành Đai là con đường đất nhỏ hẹp, gập ghềnh, khó khăn trong việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lấp Vò cho biết, kênh Vành Đai dài khoảng 1.500 m là kênh thủy lợi nội đồng, phục vụ nước tưới tiêu cho khoảng 55 ha đất sản xuất nông nghiệp thuộc xã Tân Khánh Trung và xã Tân Mỹ. Hiện nay, Kênh thủy lợi này đã bị bồi lắng, cạn kiệt, thiếu nước tưới nên ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và việc vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân. Cùng với việc tranh thủ thực hiện nạo vét kênh vành đai phục vụ nước tưới tiêu cho người dân, ngành nông nghiệp huyện Lấp Vò sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, khí hậu, mực nước trong mùa khô và tiếp tục huy động các nguồn lực để nạo vét những công trình thủy lợi nội đồng khác trên địa bàn huyện. Chuyển sang phần tin thế giới, Thổ Nhĩ xung đột có nguy cơ leo thang tại Trung Đông sau vụ không kích lãnh sự quán Iran ở thủ đô Damas của Syria, khiến 7 người thiệt mạng. Tổng thống Iran Ibrahim Raisi đã tuyên bố sẽ đáp trả lực lượng đứng sau tội ác này. Phát biểu trong cuộc họp nội các tại thủ đô Tehran, Tổng thống Raisi khẳng định sẽ đáp trả tương xứng và trừng phạt thích đáng những kẻ đứng sau vụ tấn công. Ông cũng cáo buộc Israel liên quan tới vụ tấn công. Tuy nhiên, cho tới nay, Israel vẫn chưa nhận trách nhiệm về vụ việc. Cùng ngày, Lầu Năm Góc cũng phủ nhận liên quan tới vụ tấn công và cho biết không nhận được bất cứ cảnh báo nào của Israel về việc không kích mục tiêu tại thủ đô Syria. Ngày 2 tháng 4, Bộ Lao động Hàn Quốc đã công bố chỉ tiêu tiếp nhận lao động nước ngoài. Seoul cũng thông báo thời điểm tiếp nhận đơn đăng ký xin cấp phép tuyển dụng lao động lần 2 năm 2024 đối với lao động nước ngoài theo chế độ cấp phép tuyển dụng cho visa lao động phổ thông E9. Trong đợt đăng ký tuyển dụng lao động nước ngoài sắp tới, chính phủ Hàn Quốc phân bổ chỉ tiêu cho các ngành nghề cụ thể, gồm gần 26.000 vị trí cho ngành chế tạo, gần 5.000 vị trí cho ngành nông nghiệp, gần 4.500 vị trí cho ngành dịch vụ. Chỉ tiêu cho các ngành ngư nghiệp, xây dựng và đóng tàu dao động từ 1.800 đến 2.800. Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh, nhà hàng khách sạn khó tuyển dụng người Hàn trong thời gian qua cũng có thể đăng ký tuyển lao động người nước ngoài đợt này. Sáng ngày 3 tháng 4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto đang ở thăm Nhật Bản đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Fumio Kishida và người đồng cấp Nhật Bản Minoru Kihara. Ông Prabowo đã bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác an ninh và kinh tế sâu rộng hơn với Tokyo. Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Kishida, ông Prabowo cho biết hai nước đã xây dựng mối quan hệ hợp tác và ông mong muốn tăng cường mối quan hệ này trong tương lai. Nhà lãnh đạo Indonesia cũng bày tỏ mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ an ninh và kinh tế song phương. Tại cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước cũng đã thảo luận về các vấn đề song phương và quốc tế quan trọng khác. Thưa quý vị, đây là một trong những cuốn sách cổ nhất thế giới còn tồn tại đến ngày nay, đang được trưng bày và chuẩn bị đấu giá. Theo nhà đấu giá danh tiếng Christie's của Anh, cuốn sách cổ này đến từ Ai Cập và xuất hiện từ thuở sơ khai của Cơ đốc giáo. Cuốn sách bao gồm 104 trang, được biên chép bằng tiếng khóp cổ của Ai Cập trên chất liệu giấy cói. Các chuyên gia cho biết, cuốn sách có niên đại từ khoảng năm 250 đến 350, trước cả thời điểm bản thảo Kinh Thánh ra đời. Toàn bộ nội dung cuốn sách được một người ghi chép trong khoảng 40 năm tại một trong những tu viện Cơ đốc giáo đầu tiên ở vùng Thượng Ai Cập. Christie ước tính cuốn sách sẽ được bán với giá từ 2,6 đến 3,8 triệu đô la Mỹ khi nó lên sàn đấu giá ở London, Anh vào ngày 11 tháng 6 tới. Quý khán giả thân mến, đến đây thì chương trình Thời sự tối xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.